vì có thể đứng ở ngoài xá vào. Chú Lương và gia đình rất là mang ơn những tình thương mà tất cả quý vị đã dành cho ba Lương trong đêm cuối. Cho nên là bên chương trình không giải quyết cho Đào để thắp hương, cho nên mọi người không có làm phân biệt ơi. Các bạn lưu ý được những hồn nha. Theo như ý của gia đình thì bây giờ chúng ta sẽ khoan mời khán giả vào, và chúng ta sẽ để khu vực này để mời anh chị em nghệ sĩ và người thân gia đình của chúng ta trước ha. À dạ, xin phép nhờ các anh chị em khán giả chúng ta khoan bước vào trong. Dạ xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Xin nhờ sổ trộn các bạn phân biệt ha. Và các bạn phân biệt chia người vào trong đây giùm chị với. Chia người vào trong đây. Rồi các bạn sẽ theo sự hướng dẫn của anh Vũ Luân nè. Anh Vũ Luân hướng dẫn cho các bạn là hướng dẫn đi tới đóng hương rồi mình quay lại như thế nào á. Các bạn phân biệt sẽ hỗ trợ cho mình về lực lượng đó. Thank you.
thang nói chuyện đâu còn đâu.